thi thể bị cháy nát của vị hành gia Komarov sau khi rơi xuống trái đất. Ông đã biết trước chuyện này, nhưng quyết định hy sinh để cứu bạn của mình. Trên một chiếc tàu không gian được thiết kế một cách cẩu thả, cạn nhiên liệu, dù cứu sinh không hoạt động, Komarov chuẩn bị rơi tự do thẳng xuống trái đất. Lúc này, một trạm tình báo của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã nghe được Komarov than khóc và nguyền rủa những người đã đẩy ông vào chuyến bay định mệnh này. Đây là phi hành gia Komarov bên phải và Yuri Gagarin bên trái. Chắc ai cũng biết, Yuri là người đầu tiên của nhân loại bay vào vũ trụ. Còn Komarov là người bạn rất thân của Yuri. Câu chuyện bắt đầu vào khoảng năm 1967, khi lãnh đạo Liên bang Xô Viết quyết định mang trình diễn cho hai tàu không gian tiếp cận với nhau giữa không gian, với hy vọng xây dựng được thành tích cho lễ kỷ niệm 50 năm cuộc cách mạng Cộng sản. Do khẳng định, họ rất rõ ràng là muốn thực hiện điều này cho bằng được. Kế hoạch là phóng một tàu con thoi chở theo Komarov, và ngày hôm sau sẽ phóng tiếp một tàu khác với hai phi hành gia khác. Hai tàu sẽ tiếp cận kết nối với nhau. Komarov sẽ di chuyển qua tàu thứ hai, đổi chỗ cho đồng nghiệp và trở về trên con tàu thứ hai. Nhưng vấn đề là Yuri đã cùng với nhiều kỹ sư cao cấp đã kiểm tra phi thuyền và phát hiện tới 203 vấn đề về cấu trúc. Rất nhiều trong số đó là vấn đề nghiêm trọng, khiến cho việc điều hướng của phi thuyền sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Yuri đã đề nghị hoãn lại kế hoạch. Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là người báo cáo lên cấp trên. Yuri đã viết 10 trang báo cáo gửi lại cho một người bạn thân ở KGB, nhưng chẳng ai dám gửi báo cáo đó lên cấp trên cả. Tất cả những ai đã đọc được báo cáo đó đều đã bị cách chức hoặc gửi đi nơi khác. Khi chỉ còn không đầy một tháng, Komarov nhận ra việc hoãn lại kế hoạch là không thể. Ông trò chuyện với người bạn KGB của Yuri: "Tôi sẽ không sống sót để quay về trong chuyến bay này đâu." Khi được hỏi tại sao không từ chối bay, thì Komarov trả lời: "Nếu tôi từ chối, họ sẽ gửi người dự bị lên. Người dự bị đó chính là Yuri." Komarov không thể làm điều đó với bạn của mình được, và anh ấy sẽ phải chết thay cho tôi. Komarov bật khóc. Ngày 23 tháng 4 năm 1967, một phóng viên của Nga đã kể lại là Yuri đã xuất hiện ở nơi phóng tàu, có những hành động bất thường và yêu cầu được mặc áo bay vào để được bay. Nhiều nhân chứng khác cho rằng Yuri đã cố gắng dùng vũ lực để vào cứu bạn của mình ra. Nhưng rốt cuộc tàu vũ trụ Soyuz cũng rời trái đất mang theo Komarov. Khi tàu Soyuz bay vào vũ trụ, mọi vấn đề trục trặc bắt đầu xảy ra. Nguồn điện bị ngắt và điều hướng gặp khó khăn. Áp lực từ những sự cố này khiến cho chuyến bay thứ hai vào hôm sau cũng được quyết định hủy bỏ. Khi phi thuyền của Komarov bắt đầu rơi xuống trái đất, tình báo Mỹ đã nghe được Komarov đã rất giận dữ trách móc những người đã đẩy ông tới chỗ chết.